Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Natural Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là bắt đầu từ ngày 1 tới tháng 5 sẽ có một cái số thay đổi, một cái sự thay đổi nhẹ trong một cái phụ phí khi mà quý vị mua nhà ở cái phần closing cost đó. Cái chi phí nó gọi là LLPA, Loan Level Price Adjustment. Thì trước đây đó thưa quý vị, dạ vâng, thì cái phụ phí này đó đã có từ năm 2008 rồi, nhưng mà vừa mới được thay đổi vào năm 2021 và sẽ chính thức đi vào hiệu lực vào ngày 1 tới tháng 5 này. Thì nói chung bây giờ tin tức đó họ giống như là họ tóm tắt lại, chẳng hạn quý vị nào mà mua một cái căn nhà 200.000 mà chỉ có down 5% thôi, nhưng mà cái điểm tín dụng của quý vị chỉ từ 640 đến 659 đó, là nghĩa là không có được tốt đâu, fair thôi. Thì cái phụ phí LLPA họ chỉ tính quý vị có 1.5 cái phân lời chỉ 1.5 thôi, thay vì trước đây trước ngày 1 tháng 5 này đó quý vị phải trả đến 2.75 là coi như được bớt tiền, thay vì là trả 5.000 thì bây giờ chỉ còn trả có 3.000, thì nó rất là lợi cho những người điểm thấp. Nhưng mà nếu như quý vị điểm credit cao 740 đến 759, down đến 20%, thì trước đây đó đáng lý ra cái LLPA này tính quý vị có 0.5, bây giờ họ lại tính đến 1 chấm, thì thành ra là quý vị lại trả double. Thì bây giờ cho nên chính vì vậy mà Hiệp hội Địa ốc họ mới ngay lập tức họ chỉ trích cái sự thay đổi này. Họ nói rằng tự dưng thay đổi như vậy, cái mục đích đó, khi mà đưa ra thay đổi này thì chính phủ nói là muốn giúp đỡ cho những người, những gia đình mà low income, không có đủ tiền down nhiều và đặc biệt là điểm credit thấp, thì thay đổi như vậy giúp họ dễ dàng mua nhà, nhưng mà phải bù cái chi phí này thì cuối cùng lại đi trừng phạt những cái người mà có điểm credit cao. Cho nên là Hiệp hội Địa ốc họ nói rằng cái sự thay đổi này là thứ nhất không cần thiết và nó quá bất công với những người nào mà có điểm credit cao. Cho nên tuy nhiên cái này là giống như là cái bản tin này đó thì họ chỉ tóm tắt lại sơ sơ vậy thôi, nhưng mà sẽ có những cái trường hợp là vì cái lý do này với lý do kia nó sẽ khác đi một chút. Nhưng mà Hiệp hội Địa ốc họ cũng khuyên quý vị là nếu như trong thời gian này mà đang muốn mua nhà đó thì nên hỏi kỹ lại cái phần LLPA này. Họ nói là có rất nhiều thân chủ bởi vì đã nghe cái tin này, bây giờ họ đang muốn giống như là họ dùng cái mánh là họ lower cái credit score của họ xuống để mà họ né cái phần này. Thì em không rành về cái chuyện này, cho nên quý vị sắp mua nhà đó, quý vị cần phải tìm hiểu kỹ về cái LLPA này. Căn nhà 1 triệu ở Cali bây giờ đóng 10.000. Wow, thêm những cái chi phí khác nữa. Nhưng mà khổ, hồi nãy Thảo Yên có nói vấn đề lower credit score đó. Nhưng mà lower credit score đó là ảnh hưởng đến cái phân lời. Dạ vâng. Nếu mà cái sự khác biệt nó không có nhiều thì mình không nói. Nhưng mà chỉ cần khác biệt 30 năm quý vị tưởng tượng thôi. Mà trả thêm hàng tháng 100, 200 Mỹ Kim. Bởi vì cái số tiền nợ mượn quý vị bây giờ khổng lồ. Cho dù quý vị down 20%, down mới có 200 ngàn thôi. Nhà mà quý vị, nghĩa là nhà mà có thể là vào ở được bây giờ 1 triệu Mỹ Kim ở quận Cam này. Thì muốn những chi tiết này chắc chắn khi quý vị mua nhà nên được cố vấn để tìm hiểu thêm. Tin thời sự ngày hôm nay từ Alaska cho tới Ukraine, riêng ở Alaska đã xảy ra một tai nạn trong vòng 2 tháng qua. Mà xảy ra tới 2 tai nạn liên quan tới loại trực thăng Apache. Đây là chiến trực thăng chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ và có căn cứ đóng ở Alaska. Nội vụ xảy ra sau khi 2 chiếc trực thăng, mỗi chiếc có 2 người trên đường trở về sau khi tập huấn quân sự.
thì trong lúc bay, không biết vì lý do nào, nếu trên đường trở về thì có thể cả hai chiếc trực thăng Apache này bay cùng hướng trở về sau khi tập ở đâu đó, rồi quay trở về căn cứ quân sự. Có phải cùng trở về, quý vị nhìn thấy đó, tương tự như vậy, tức là một chiếc bay trước, chiếc bay sau. Vì lý do nào đó, quân đội đang cho biết ngày hôm nay họ đang, vì cuộc điều tra đang tiến hành, họ sẽ cho biết thêm chi tiết một khi có đầy đủ kết quả điều tra. Một chiếc bay thường đó là một chiếc bay trước, chiếc bay sau để và bay trên hai độ cao khác nhau để bảo vệ cái sự an toàn trên không. Không biết như thế nào mà bản tin nói rằng hai chiếc trực thăng này chạm nhau ở trên không. Và nếu bay cùng chiều mà chạm nhau thì điều đó là sự bất cẩn của phi công. Và vì họ nói là trên đường bay trở về cho nên bay cùng chiều. Vào tháng 2 vừa rồi cũng ở Alaska lại xảy ra một cái tai nạn trực thăng khác nữa. Trong vòng 2 tháng vừa qua, lần này thưa quý vị, một người bị thương nhưng mà 3 người chết. Riêng cái người bị thương chưa biết có phải là phi công hay là người phụ lái. Bệnh viện cho biết là người binh sĩ này đang hồi sức, chưa biết mệnh hệ như thế nào. Nhưng mà 3 đồng nghiệp ngũ còn lại thì đã tử vong. Đó là chuyện của Alaska. Quay sang chuyện của Ukraine, ngày hôm nay có 2 bản tin từ Ukraine. Thứ nhất đó là Nga thực hiện một cuộc tấn công vào thành phố Uman. Thành phố Uman không còn bao nhiêu người nữa. Và xảy ra qua đêm một loạt những cái vụ tấn công ở phía nam của thủ đô Kyiv. Cho nên ngày hôm qua đó và ngay ngày hôm nay ở tại thủ đô Kyiv đã còi báo động inh ỏi và người dân lại tiếp tục chạy xuống các hầm trú ẩn là đường xe điện ngầm. Bên cạnh đó, ở các thành phố khác thì trong suốt thời gian mà giao tranh vừa qua đó, người dân đã di tản khỏi các thành phố này rồi. Giờ đây thì Nga tiếp tục tấn công vào thời điểm mà quân Ukraine tuyên bố là chuẩn bị kế hoạch nắm đấm sắt. Đây là kế hoạch họ đã lên từ lâu. Và quân đội Ukraine cho biết hàng ngàn binh sĩ Ukraine trong thời gian qua được huấn luyện ở châu Âu. Giờ đây họ đã trở về và với vũ khí đầy đủ và cái lực lượng này, câu hỏi đặt ra là bao giờ? Thì Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chỉ cho biết là họ đã sẵn sàng. Họ đang chờ đợi cái thời tiết thuận tiện. Và chúng ta cũng thấy là cái chuyện thời tiết rất quan trọng, bởi vì mặc dù là mùa đông đã qua, nhưng mà bởi vì mùa đông mang lại cái chuyện mà sình lầy đất ẩm ở Ukraine, điều đó sẽ tăng khó khăn để di chuyển. Thì bây giờ chờ tuyết tan, và bây giờ sau khi tuyết tan mà đất nó khô ráo rồi, chắc có lẽ là thời tiết thuận tiện nhất, lương thực dự trữ mọi thứ để phản công. Phản công có nghĩa là lấy lại các khu vực của phía đông Ukraine sát với biên giới của Nga. Và tuyên bố này cho biết là bên phía Nga cũng đang chuẩn bị, có thể khi mà hai bên thực hiện những cái vụ tấn công, chúng ta sẽ biết thêm chi tiết. Nhưng mà lần đầu tiên chúng ta thấy là quân đội Ukraine tuyên bố sẵn sàng phản công. Và thưa quý vị, vẫn trong phần tin quốc tế thì sáng ngày hôm nay, một tòa án ở The Hague, Netherlands đã đưa ra một cái phán quyết là nghiêm cấm một người đàn ông từ nay không được đi hiến tinh trùng nữa, bởi vì ông này đã bị phát hiện đã khai gian đi cho tinh trùng và để mà thụ tinh thành công. Bây giờ tất cả các gia đình đã phát hiện ổng cho tinh trùng tạo ra 550 đứa nhỏ, mà không chỉ riêng ở Netherlands mà bây giờ sang cả những quốc gia lân cận nữa thưa quý vị. Thì bởi vì cái tính chất riêng tư của cái vụ án này cho nên cái tên và hình ảnh của ông này đó không có đưa hình ảnh, chỉ có biết cái tên là Jonathan M. Và vụ này được đưa ra tòa bởi một gia đình của một bà mẹ đó tên là Eva, và cái last name cũng được giữ kín. Cái lý do là phát hiện nó khôi hài lắm thưa quý vị. Một cô con gái của bà này đó, bà này thụ tinh ống nghiệm ở độ tuổi 20 mấy, quen biết một cậu bạn trai.
Nhưng mà sau chuẩn bị kết hôn rồi đó thì họ ở phương Tây họ hay có cái chuyện đó là họ đi thử sức khỏe để bảo đảm người chồng người vợ của mình sức khỏe khỏe mạnh rồi không có bị những cái bệnh liên quan tình dục vân vân. Thì cặp vợ chồng đáng lý này đã sẽ là vợ chồng, nhưng mà họ đã phát hiện ra điều gì thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị theo dõi.